Lính bắn tỉa, sĩ quan phản gián Max. Tập 3. Maximov bảo ở tạm đây. Các anh sẽ ngủ ở đây, sẽ đem nệm đến, đồ dùng khác cũng thế. Thế nha. Cái này tôi đưa. Các anh thu xếp nghỉ nha. Chẳng lẽ ta cũng ở với nhau như trước đây à? Ừ, tiếc là thiếu anh Latonov. Anh Latonov đâu? Ở đâu nữa? Anh ấy hy sinh tháng 10 năm 42 ở Stalingrad. Cả tiểu đoàn anh ấy không còn ai nữa. Chỉ còn ACF đây. Là nhờ lúc đó chở đi quân y viện. Thậm chí bác sĩ cũng từ chối điều trị cậu ta. Rồi sau đó, Egorov tìm ra cậu ta. Yêu cầu bác sĩ giỏi để ý nên một tháng sau cậu ấy bình phục. Cô biết không, Egorov bây giờ là Mersmax chuyên đi bắt gián điệp biệt kích. Bọn phản bội, bắt được nhiều không? Không thằng nào thoát. Nào nâng cốc vì Stalingrad. Nghe nghe, cô thế nào? Kể anh em nghe đi. Chúng tôi không tìm thấy cô, tìm cả đường hầm cũng không, nghĩ là bị mất tích rồi. Đồng chí Egorov hai năm nay không thể bình tâm được. Chẳng có gì đặc biệt để kể. Khi hắn hiểu các anh sẽ không đến cứu tôi, hắn đem tôi về bên đó. Tôi nghĩ thế là xong. Sẽ không bao giờ gặp lại các anh nữa. Khi vừa đi đường hầm lên thì gặp trận pháo kích. Một điệp viên nổ ngay bên cạnh. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ. Khi tỉnh lại thì ở quân y viện, phía bên kia sông Volga. Các chiến sĩ nhặt được tôi và điều trị nửa năm. Đến mùa xuân năm 43 thì tôi được ra viện. Rồi tốt nghiệp khóa điện báo viên và xin ra mặt trận. Bây giờ tôi ở đây đã 2 tuần rồi. Ly kỳ đấy. Chiến tranh thì gì cũng có thể xảy ra. Nào ghe nha. Nào, mừng cô được cứu sống. Có Chúa trên thế gian này. Các anh sao thế? Đồng chí Egorov. Hôn em đi. Giống như hồi ở Stalingrad. Tha lỗi cho anh. Lúc đó anh không thể làm khác hơn được. Không thể làm được. Em biết. Lúc đó hắn chờ anh. Và nếu hắn giết em thì chúng ta không bao giờ gặp được nhau. Ừ.
Đi, cậu ở đây là thừa. Ừ, thừa. Để rồi xem ai ở đây là người thừa. Xin lỗi đồng chí Egorov. Cô Valentina đang chờ tôi. Ông ơi, có lính nhảy dù. Phải đi báo cho quân ta. Để đó rồi ông sẽ báo. Chuyện đó cần gì nghĩ ngợi. Trung tâm gửi cho Digit đã đến nơi, đang chuẩn bị để gặp chú Greta. Thế là ta gặp nhau. Cô nghĩ là tôi không nhận ra cô à? Đừng sợ. Tôi sẽ không nói cho ai hết. Chúng với ông ở chỗ kia. Bọn chúng mặc đồ gì? Thông thường, như bọn Đức. Cháu chỉ thấy một thằng. Hắn mặc bộ đồ lắm chấm. Cháu thấy nhảy dù ở đâu? Đằng kia, phía trên rừng ấy. Và chiếc dù to lắm, màu trắng. Thượng sĩ ở lại đây. ACF, kiểm tra đường. Golikov theo tôi, rõ. Chân bị thương khi ở đâu? À, hôm đó cháu với mẹ và con em Vanka của cháu đi vào rừng để hái nấm. Em cháu ngốc dẫm phải mìn. Nó và mẹ cháu tan xác. Cháu bị thương ở chân. Ừ, lúc đó em cháu mấy tuổi? 7 tuổi. Bố cháu ở bộ đội à? Không, bố hy sinh từ năm 41. Cháu mồ côi, không còn ai cả. Hiểu rồi, im đi tí nào. Dấu vết. Hãy
Chu, của bọn Đức. Thì cháu đã nói, đến chỗ thượng sĩ. Đi dọc theo mương. Vâng. Bị đạn bắn trúng tim. Không có giấy tờ. Chỉ huy. Dấu vết. Theo cỡ thì là giày của phụ nữ. Dấu hằn không được rõ. Ai mà có đế giày dính dầu mỡ và mùi xăng. Lái xe. Golikov gọi thượng sĩ đến, đem xác đi, xong rồi ta về. Ban tham mưu gặp Maximov. Rõ. Cậu báo lên trên. Vâng. Chào đồng chí Egorov. Trực ban nói đồng chí có việc cần hỏi tôi. Đồng chí biết ai đây không? Đó là Grisha Bebali, lái xe ở kho của mặt trận. Hôm qua anh ta chở thực phẩm đến đây. ACF có. Golikov, ACF, đem thượng sĩ Samsonov đi lấy mẫu. Làm chứng tử cho Bebali ở quân y, để không ai biết, hiểu ý chứ thượng sĩ, rõ thưa đại úy. Krasanina và cô nghĩ. Lena nói máy với phản gián. Đại úy chính ủy cầm máy. Tôi nghe, chính ủy, tin được xác nhận, có bọn nhảy dù. Tôi hiểu, tôi cũng có tin cho anh đấy. Đêm qua, điện đài ta nói đến đã lên sóng ngay tại khu vực của anh. Theo dấu vết, điện đài của Đức. Điện báo viên có trình độ cao. Rõ rồi. Tôi sẽ dành vài ngày để tìm điện đài. Không cần, việc đó tạm thời là ngừng lại. Chúc may mắn đại úy. Cảm ơn chính ủy. Tất cả nữ điện báo viên ngủ đêm lại tại đây. Vâng. Thế đâu là giường của Genia? À, của trung sĩ Belova. Thứ hai, từ cửa sổ, vâng. Còn cô kia thì ngủ. Đó là Krasavina. Sau ca trực đêm ngủ bù. Còn lâu nữa không? Sắp xong rồi. Anh sao thế, Egorov? Hình như thấy thằng Đức đó à? Cậu muốn gì? Hỏi thế thôi, có gì đâu. Chỉ vì tìm thấy đại úy ạ. Tìm thấy gì? Đôi giày giống như dấu giày ta tìm thấy ở vũng lầy.
và bùn dính dưới đế giày. Cũng đúng như ở vùng lầy. Của ai? Của cô điện báo viên Rasavina. Anh cô ta là chỉ huy ở đây. Ta đừng nên vội vàng. Này Golikov, đến ban quân quản ở Berezino, xem ở sổ đăng ký tất cả nữ giới đến từ năm 42. Ai, từ đâu đến, đặc biệt là đến trong 3 tuần vừa rồi. Rõ. Kiểm tra cả Genia nữa à? Tôi đã nói là tất cả. Kiểm tra Genia để làm gì? Còn cậu thì đến kho kiểm tra. Ai, từ đâu đến, tiếp xúc với ai ngoài công việc. Nhưng nhớ làm thận trọng, không ồn ào và bụi bặm. Rõ. Nhẹ nhàng và không ồn ào. Ôi, quả táo dễ thương. Mày lăn đi đâu hả? Hy vọng lần này không ai bám theo cô chứ. Không ai cả, rất tốt. Làm rõ thêm gì không? Hiện tại không nhiều. Đơn vị quân Đức đó đúng là bị lực lượng NKVD chặn kín. Trung đoàn của chúng tôi sẽ ở lại làm quân dự bị nếu họ bắt đầu đột phá mặt trận. Sơ đồ vị trí chiến đấu của các tiểu đoàn đây. Có chuyện gì à? Anh ta ở đây. Ai? Egorov. Tay bắn tỉa ở Stalingrad à? Bây giờ anh ta là sĩ quan Smets đến công tác ở ban tham mưu phương diện quân. Hôm nay ta sẽ không liên lạc bởi vì quá nguy hiểm. Có chuyện gì mà một tay quan trọng như Egorov của cô lại đến đây? Cô quay về và cố để nói chuyện với anh ta. Ông không biết anh ấy.
Không được gì, anh ta hiểu hết. Ngược lại, tôi đã tìm hiểu kỹ anh ta khi còn ở Stalingrad. Anh ta đúng là không có điểm yếu, ngoại trừ một điểm. Đó là cô. Anh không thể bắt buộc tôi. Cô nhầm rồi. Tôi có thể bắt cô làm. Và cô biết điều đó. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh tìm em để làm gì? Thế em đi đâu về? Khó ngủ quá nên muốn đi dạo một tí. Em cũng tìm anh. Ta đi. ACF nói anh tìm ai đó à? Tìm gián điệp Đức, có đúng thế không? Mikhailik, thấy ở đầm lầy có bọn nhảy dù. Bọn anh nghĩ là bọn Đức có người của chúng ở đây. Ai đó làm nữ điện báo viên. Em hiểu rồi. Anh cũng nghi cả em nữa à? Tại vì anh không ngờ gặp em ở đây, chỉ thế thôi. Em không có gì phải lo. Anh biết em bao nhiêu lần muốn thấy anh không? Dù chỉ là trong mơ. Còn em nằm mơ thấy anh. Ít ra thì anh còn là người tốt. Tại sao? Tại vì đây không phải là Gheorghia mà ở Stalingrad hồi đó. Em không xứng đáng với anh. Nếu em là người nào đó rồi thì em có toàn quyền về chuyện đó. Không, tất nhiên là không có. Đừng đi, anh mong em. Em không muốn người khác nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Beverly làm việc ở hậu cần. Đấy, đang bốc lên xe của anh ta. Đến đơn vị là từ trung đoàn dự bị. Hai tuần trước cùng với mấy người thợ nữa đến thay ca. Đấy, đang đến.
Tôi đã thử bắt chuyện nhưng anh ta im lặng, hoặc là muốn giấu hay là vì sợ gì đó. Nào, ta bám theo. Chào anh, có chợ đến không? Có chợ đến. Tôi vào đây. Tôi đi với anh. Nhớ giữ cự ly. Lần trước anh chở đến 5 bộ và 1 bộ cho sĩ quan. Bây giờ thêm 5 bộ nữa, mai chở đến cũng vào lúc này. Nói họ chừng đó còn ít, cứ để họ chuẩn bị thêm nữa. Vâng. Bỏ tay lên bàn. Giơ tay lên. Cả hai bước lại tường. Bỏ súng xuống, bỏ xuống. Không thì sẽ không được gì. Súng được tặng thưởng vì trận Stalingrad. Sao ta đi chứ? Anh đi đi, không có anh bọn tôi cũng làm xong. Lên xe. Ta cần bắt sống hắn. Hắn đang hăng, sẽ chạy mất. Từ từ. ACF, kéo hắn ra. Hắn là ai? Ai đưa quân phục cho mày? Ai đưa? Người bên điều tra. Grisa định tra tấn tôi. Rồi giết Grisa. Mày giết hả? Không phải tôi. Tôi làm thế để làm gì? Anh ấy với tôi như anh em. Mày lấy giấy tờ ở đâu? Ở đây, ở đây. Ở Berezino này, trong đội có ông Rokhorov với một cô.
Ông ấy không chỉ sống mà sống chung với một cô. Cô ta không bán đội chúng tôi cho bọn Đức, nhưng là điệp viên của cơ quan áp quê. Cô ta ở đây. Mày thấy cô ta ở đâu? Ở ban tham mưu 147. Mày có nhận dạng được không? Màu tóc, màu mắt, dáng người. Dấu vết đặc biệt gì? Có vết. Vết sẹo ở chân. Xong, hạ màn. Anh thấy sao? Có gì mà tìm? Chỉ núi và rừng. Thì anh nói đi. Xem nào. Kìa, hắn là kẻ cướp lâu năm. Hồi bọn Đức, hắn làm cảnh sát phụ trợ. Tôi nghĩ có thể là tên mà ta cần. Có thể là hắn, nhưng tìm ra dù của bọn Đức ở bờ sông. Thằng bé thấy bọn nhảy xuống, còn người ông thì bị giết. Tại sao tôi không biết gì cả? Chưa kịp báo, tôi nghĩ tự mình giải quyết được. Thế à? Còn gì anh chưa kịp nữa? Anh có nghe gì về đội du kích của Rokorov không? Ừ, có đội như thế. Trong hồ sơ có tiếng tốt. Tất cả có hơn 40 người. Một nửa thoát vòng vây ra. Tháng 3 năm 44 mất liên lạc. Sau đó mới biết là đội bị đánh tan. Anh có thể tìm hiểu chi tiết chuyện gì lúc đó xảy ra. Sẽ cố gắng. Thôi được. Có gì tôi sẽ báo ngay cho anh. Chào đồng chí. Có đầu mối đại úy ạ. Chuyện gì? Rasavina nói là đến đây từ quân y viện do bị thương ở Cúc. Còn trong sổ đăng ký thì ghi là đến từ khu lục đại. Đấy. Kết luận của quân y viện. Thì sao? Thấy Cúc ở đâu? Còn lục đại ở đâu? Tất cả nghi ngờ đều khớp chỉ nguy ạ. Còn Genia đã kiểm tra giấy tờ của cô ấy chưa? Chưa đại úy. À. Anh nghĩ, tuân lệnh. Maximov có đề nghị với anh. Anh ra lệnh cho Valia để cho tất cả nữ điện báo viên nghe. Anh nói có lệnh của sư đoàn là quân ta phải dồn bọn Đức. Trận đánh tổng lực sẽ mở màn vào sáng mai. Lấy chơi, để ở trên nghe lời của cậu. Không thì ngồi đây chẳng biết làm gì. Quân ta đã vào Ba Lan rồi. Được, ta sẽ làm. Nhưng Egorov, cậu cần thế để làm gì? Tất cả tập trung, vài phút nữa ta đi. Đi đâu? Có lệnh mới, ở đây không có chúng ta thì họ cũng làm được. Xin lỗi. Cần phải đi. Đại úy, thế thì. Lên xe, rõ. Đây là nơi của Bebali, phải không đại úy? Ừ,
Ta sẽ lùng sụp rừng. Cần biết Rasavina chạy đi đâu. Nếu cô ta là điệp viên, thì đêm qua cô ta đã cố chạy đi báo cho bọn Đức. Golikov. Cậu bên kia xong, còn ACF ở đây. Rõ. Ta tìm gì? Tìm dấu vết bất kỳ trong một ngày qua. Không xông vào đánh nhau. Nào, bắt đầu. Đấy, tìm ra rồi. Bây giờ ta làm gì, chỉ huy? Chờ. Đem súng trường lại đây. Rõ. Đem cô ta đi. Khi chúng tôi đi từ hầm lên, đúng là gặp trận pháo kích. Tôi tỉnh dậy, biết là mình bị thương, không thể chạy về được. Hắn nằm bên cạnh, mảnh đạn pháo đâm vào phổi. Tôi không hiểu sao, lúc đó tôi lại giúp sơ cứu hắn. Như vậy là tôi đã cứu mạng sống cho hắn. Để cảm ơn, sau đó hắn gửi tôi về Đức. Rồi chúng tôi sống ở một ngôi nhà lớn ở rìa Berlin, ở một thế giới hoàn toàn khác. Khi Lothar Dibitz lành vết thương, hắn được giữ chức vụ mới ở trường không quân gần Riga. Hắn đề nghị tôi đi theo. Tôi đồng ý vì ở đó sẽ có cơ hội. Cơ hội để trở về. Dù giá nào tôi cũng phải trở về nhà. Tôi học xong khóa đào tạo điện báo viên.
Chúng giao cho tôi nhiệm vụ luồn vào làm việc ở một đơn vị nào đó của Hồng Quân. Để rồi qua bọn điệp viên, tôi sẽ cộng tác với Gestapo. Tôi rơi vào một đội du kích. Ngay ngày đầu tiên, tôi kể hết cho đội trưởng là Rokhorov. Anh ấy tin tôi và đề nghị tôi cộng tác với NKVD. Tôi đồng ý. Họ cử tôi đến Gome, vào trung đoàn quân dự bị, sau đó thì đến đây. Tôi đã gửi tin báo về là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và tôi bắt đầu chờ. 3 hôm trước thì Dibit xuất hiện ở đây, bảo là hắn được giao nhiệm vụ mà số phận của hắn và của tôi sẽ phụ thuộc vào đó. Anh không tin tôi à? Đội trưởng Rokhorov có thể xác nhận tất cả đó. Đội của Rokhorov bị đánh tan, Rokhorov bị giết. Bebali tin chắc rằng cô có lỗi trong việc này. Tại sao cô không nói gì với tôi cả? Tại sao? Sẽ thế nào nếu bây giờ tôi ăn năn hối cải? Tôi có thể giúp được. Anh biết hắn có thể làm những gì. Cậu canh cô ta. Chỉ 5 phút. Mau lên đi. Chuẩn bị. Lặn xuống nước. Biên dịch Dmitry Trần. Hết tập 3.